trùng trùng bất lợi. Thưa quý vị và các bạn, ba sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga đã bị các UAV sử dụng công nghệ của Liên Xô tấn công cùng lúc. Làm thế nào mà UAV được cho là của Ukraine có thể tiến sâu vào hậu phương của Nga? Và người Nga cần phải làm gì để bảo vệ các sân bay chiến lược của mình? Trong khi đó, Ukraine đang phải đối diện với trùng trùng khó khăn khi Pháp, Đức đang nghiêng ngả về phía Nga, thúc đẩy hòa đàm. Và liệu Mỹ có còn ủng hộ lập trường đòi Crimea của chính quyền Kiev? Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sang theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tình 360 News. Người Nga đang sơ hở. Hôm thứ Hai đã chứng kiến một sự leo thang lớn trong cuộc chiến Ukraine khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tấn công UAV vào các căn cứ không quân Diazilevo ở vùng Ryazan và căn cứ Enchos ở vùng Saratov. Một trong những căn cứ của Nga bị tấn công được cho là nơi chứa các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đang sử dụng trong cuộc chiến không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng, phòng không Nga đã bắn hạ UAV ở độ cao thấp. Nó đã rơi xuống và gây ảnh hưởng tới lớp vỏ của thân hai máy bay. Bộ này lưu ý rằng các cuộc tấn công của UAV nhằm vô hiệu hóa các máy bay tầm xa của Nga. Chưa dừng lại ở đó, trong đêm 6 tháng 12, căn cứ không quân thứ ba của Nga ở thành phố Kursk đã bị tấn công và bốc cháy sau khi một kho chứa dầu bị bắn phá. Điện Kremlin mô tả là cuộc tấn công bằng UAV đã bị đẩy lùi. Thành phố Kursk nằm gần biên giới với Ukraine hơn hai địa điểm bị tấn công ngày hôm trước. Tờ Daily Mail của Anh cho biết, các tàu chở dầu tại một căn cứ gần thành phố Kursk cách biên giới khoảng 60 dặm đã bốc cháy. Các UAV bị nghi ngờ của Ukraine cũng đã tấn công sân bay quân sự Belbek ở Sevastopol nhưng đã bị lực lượng phòng không bắn rơi. Ngay sau vụ tấn công bằng UAV xảy ra tại căn cứ Kursk, Bộ Quốc phòng Anh cho biết nếu Nga đánh giá các vụ việc là các cuộc tấn công có chủ ý thì có lẽ họ sẽ coi đó là một trong những thất bại quan trọng nhất về mặt chiến lược của lực lượng phòng thủ kể từ khi xâm lược Ukraine. Ngoài ra, một quan chức cấp cao của phương Tây giấu tên nói rằng các cuộc tấn công đã giáng một đòn tâm lý và Moscow sẽ phải suy nghĩ cẩn thận hơn về cách giữ an toàn cho các máy bay ném bom tầm xa của mình. Quan chức này nói nếu đó là người Ukraine, điều đó cho thấy họ có thể hoạt động ở Nga theo ý muốn và điều đó sẽ khiến người Nga vô cùng lo lắng, rằng điều đó chắc chắn khiến người Nga kém tự tin hơn rằng bất cứ nơi nào cũng an toàn. Càng ngày càng có vẻ như Ukraine đã quyết định tấn công mạnh mẽ hơn nhiều vào lãnh thổ của Nga, đánh dấu một sự leo thang lớn. Đây được cho là phản ứng đáp trả của chính quyền Kiev đối với các cuộc không kích của Nga vào mạng lưới năng lượng quốc gia của Ukraine. Các cuộc tấn công khiêu khích này đã đưa tất cả các bên vào một tình huống nguy hiểm mới, không thể đoán trước, khiến cho khả năng đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO có nguy cơ gia tăng. UAV tấn công căn cứ không quân Nga, bên trong và sự thật. Trong cộng đồng chuyên gia quân sự Nga đang tranh luận rằng phía Ukraine có thể đã sử dụng UAV Tu-141 Strix, tức là loại UAV này đã tự do tiến sâu gần 650 km trên lãnh thổ Nga mà không hề bị phát hiện do sử dụng công nghệ tàng hình thời Liên Xô. Sergei Goncharov, chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh quốc tế của đơn vị chống khủng bố Alpha cho biết không loại trừ khả năng Ukraine sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho các sân bay của Nga và người Nga cần phải khẩn trương xây dựng hệ thống bảo vệ các cơ sở chiến lược này. Ông Goncharov lưu ý là vụ tấn công căn cứ Ryazan hôm 5 tháng 12 chỉ cách Moscow có 200 km. Ông nói kẻ thù đang tiến hành các hoạt động phá hoại và khủng bố tích cực ở Nga và UAV đóng một vai trò quan trọng ở đây. Vấn đề là chúng ta vẫn chưa thể ngăn chặn 100% mối đe dọa như vậy. Trong khi ấy, tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sivkov cho biết cơ quan an ninh Nga cần tích cực giám sát và bắt giữ các nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine. Chuyên gia này cho biết, rõ ràng là nhóm trinh sát phá hoại của Ukraine đã có thể tiến sâu vào đất nước chúng ta. Tại Sevastopol vào cuối tháng 7, UAV đã tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen và bây giờ là tại căn cứ ở Enchos. Điều quan trọng là phải hiểu rằng kẻ thù đã cố gắng tấn công các lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng ta, bởi vì những máy bay này có khả năng mang tên lửa hành trình có đầu đạn hạt nhân. Hàng không tầm xa của chúng ta cũng được đặt tại căn cứ Diazilevo. Ngoài ra, chuyên gia phòng không Yuri Knutov đã hé lộ nguyên nhân khiến các căn cứ này đã bị phía Ukraine tấn công. Ông Knutov cho biết các căn cứ không quân của Nga đã từng được bảo vệ khá tốt trước khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, nhưng một phần đáng kể của lực lượng phòng không này đã được tháo dỡ để gửi đến khu vực chiến sự tại Ukraine.
và tình báo Mỹ và Anh đã tìm ra điểm yếu và vạch đường cho UAV Ukraine tấn công. Lưu ý là các bức ảnh chụp từ vệ tinh của phương Tây sẽ cung cấp cho Ukraine biết những khu vực nào người Nga không có hệ thống phòng không. Hiện các căn cứ không quân này của Nga có khả năng đang được bảo vệ bởi hệ thống Pantsir-S1. Vì vậy, các UAV đã bị bắn hạ ngay khi tiếp cận mục tiêu. Chuyên gia phòng không Yuri Knutov nói, những sự cố này cho thấy hệ thống phòng không tại chỗ cần được tăng cường hơn nữa. Để làm được điều này, cần sản xuất thêm các tổ hợp Pantsir-S1 và TOW-M2. Nhưng ngay bây giờ cần phải dỡ bỏ một phần các tổ hợp tên lửa này khỏi Siberia và phân phối lại cho các cơ sở chiến lược trong nước. Chuyên gia Yuri Knutov kết luận, chúng ta đã có kinh nghiệm bảo vệ căn cứ Memmin ở Syria. Đồng thời, một hệ thống phòng không tích hợp đã được thiết lập, bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không S-400, Pantsir-S1, TOW và hệ thống tác chiến điện tử. Hiện có hàng chục vật thể như vậy và tất cả đều cần được tăng cường bảo vệ. Hiện phía Nga đang nghi ngờ tình báo Anh đứng đằng sau các vụ tấn công này. Nguồn tin xác nhận chiến dịch tấn công này được thực hiện bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh thời gian thực, giúp có thể tấn công vào thời điểm máy bay tiếp nhiên liệu và có đầy đủ đạn dược dựa trên vụ nổ của đạn như tại căn cứ ở Crimea. Trong khi ấy, nhà bình luận chính trị người Mỹ Michael Crisy đã tóm tắt bản chất có khả năng thay đổi cuộc xung đột sau các vụ tấn công trong vòng 24 giờ của UAV như sau. Vì vậy, Mỹ đang thiết kế nỗ lực chiến tranh của một quốc gia khách hàng hiện đang ném bom các mục tiêu cách 400 dặm bên trong lãnh thổ của Nga. Được xác nhận thông qua chiến thuật thông thường là sự thừa nhận táo tợn, gián tiếp từ các quan chức hàng đầu của Ukraine. Về mặt định nghĩa, đây là một sự leo thang. Đây là những gì Mỹ đã ký vào bên liên quan vô thời hạn. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận nước này không tạo điều kiện hoặc khuyến khích Ukraine tấn công bên ngoài biên giới nước này. Chúng tôi không cho phép Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của mình. Chúng tôi không khuyến khích Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đang cung cấp cho Ukraine những gì họ cần để sử dụng trên lãnh thổ có chủ quyền của mình để tự vệ. Các vụ UAV tấn công trên lãnh thổ Nga hôm 5 tháng 12 cũng trùng hợp với việc truyền thông công bố thông tin quân đội Mỹ đã chỉnh sửa một số chi tiết để hệ thống pháo tự hành HIMARS viện trợ cho Ukraine không thể được sử dụng để phóng tên lửa tầm xa vào Nga. Thật kỳ lạ, thông tin này đã được tờ Wall Street Journal hé lộ vào cùng ngày hai căn cứ không quân của Nga bị tấn công hôm 5 tháng 12. Báo cáo nói rằng chính quyền Biden coi đây là hành động cần thiết để giảm nguy cơ xung đột với Moscow. Tờ này cho biết 20 tổ hợp pháo tự hành HIMARS đã được chuyển đến Ukraine, nhưng việc lắp đặt đã được thay đổi kỹ thuật để chúng không thể phóng tên lửa tầm xa, bao gồm cả hệ thống TAC-CMS với tầm bắn hơn 300 km. Phải chăng thông tin này đã dọn đường minh quang cho Mỹ trong thời điểm hai căn cứ không quân của Nga bị tấn công? Liệu tình báo Mỹ và Anh có liên quan đến vụ tấn công này hay không? Đây là những câu hỏi đang được phía Nga đánh giá. Có một quan điểm cần lưu ý là UAV được cho là của Ukraine sẽ không thể tấn công chính xác mục tiêu nếu không có sự hỗ trợ của thông tin tình báo nước ngoài, cung cấp đầy đủ hình ảnh chính xác mục tiêu các căn cứ của Nga. Thêm một tình tiết chú ý là, trong nhiều ngày trước đó, các quan chức Ukraine đã liên tục cảnh báo người dân chuẩn bị tinh thần cho các cuộc tấn công lớn mới của lực lượng Nga. Phải chăng với kế hoạch tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, chính quyền Kiev đã lường trước được các đòn trả đũa của Điện Kremlin? Trong khi ấy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thay rằng lực lượng Nga sẽ không dừng lại các cuộc không kích cho đến khi tiềm năng quân sự của Ukraine bị nghiền nát. Đòn tấn công nhanh chóng. Chính quyền Kiev không phải chờ đợi lâu khi sự trừng phạt của Nga đã diễn ra nhanh chóng, quyết đoán vào cùng ngày. Vào khoảng 15 giờ theo giờ Moscow, lực lượng Nga tung ra một loạt các cuộc không kích lớn vào các thành phố của Ukraine. Đặc biệt, một loạt vũ khí chính xác cao trên không và trên biển đã nhằm vào các cơ sở trọng yếu của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết, lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự, các doanh nghiệp công nghiệp của tổ hợp quốc phòng, trung tâm liên lạc, các cơ sở năng lượng và các đơn vị quân đội nhằm đè bẹp tiềm năng quân sự của Ukraine. Các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục giải phóng Donbass. Gần đây, Mayos, Balovka, Anpinov, Andreevka, Belogorovka, Yunaya, Kuzyomovka đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim về vụ phóng tên lửa hành trình Kalib. Như một phần của các cuộc tấn công lớn vào cơ sở trọng yếu của Ukraine, đoạn video cho thấy vụ phóng 3 tên lửa từ một tàu khu trục vào ban ngày.
Tại Ukraine, còi báo động không kích đã vang lên trên khắp đất nước hôm thứ Hai. Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kirilo Tymoshenko đã viết trên Telegram như sau: kẻ thù lại tấn công lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa. Hãng tin AP cho biết vụ nổ xảy ra ở một số vùng của đất nước, bao gồm các thành phố Odessa, Chersky và Privitry. Tờ DW của Đức đưa tin, làn sóng không kích mới nhất của Nga đã phá hủy nhà cửa ở miền Nam và làm mất điện ở miền Bắc. Một cuộc tấn công bằng tên lửa ở Odessa đã cắt điện các trạm bơm, khiến toàn bộ thành phố không có nước. Các khu vực của thành phố cũng bị cắt điện, một số lò hơi và trạm bơm bị ngắt kết nối. Thời điểm ấy, người dân Ukraine trú ẩn ở những địa điểm công cộng dưới lòng đất như ga tàu điện ngầm. Đặc biệt tại thủ đô Kiev, giới quan sát nhận định đòn tấn công hôm 5 tháng 12 của Nga đã khiến việc tiếp cận điện và nước ở nhiều nơi trên khắp Ukraine sẽ càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, do hầu hết lưới điện quốc gia Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo các cuộc tấn công đã đánh trúng 17 mục tiêu trọng yếu trên lãnh thổ Ukraine, thì Tổng thống Zelensky tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ hầu hết tên lửa Nga và các công nhân năng lượng đã khôi phục được nguồn cung cấp điện. Không rõ tuyên bố của bên nào là chính xác. Chỉ biết rằng Ukraine tiếp tục chìm trong bóng tối khi cơ quan năng lượng của nước này phải khẩn cấp ngắt nguồn cung điện để giải tỏa áp lực của mạng lưới điện. Cần phải nhấn mạnh là người Nga hiện đã cởi bỏ găng tay và bất cứ các cuộc tấn công khiêu khích nào của chính quyền Kiev thì liền ngay sau đó Ukraine đều phải hứng chịu bão hỏa lực. Hiển nhiên những cuộc tấn công như vậy của Ukraine cũng không thể đảo ngược kết quả của cuộc chiến mà càng khiến nước này bị tàn phá nặng nề hơn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công. Hệ quả là việc sản xuất vũ khí Ukraine tại các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng đã bị dừng lại. Và việc vận chuyển thiết bị bằng đường sắt, bao gồm cả thiết bị do nước ngoài sản xuất cho Ukraine đã bị gián đoạn. Ngoài ra, việc chuyển các binh sĩ dự bị đến tiếp vận tại các khu vực tiền tuyến đều gặp khó khăn. Không chỉ vậy, Ukraine cũng đang phải đối mặt với hàng loạt tin dữ, bao gồm những sự kiện như sau. Tổng thống Pháp nói yêu cầu của Nga cần được đáp ứng nghiêm túc. Đã có một sự chia rẽ đang nảy sinh giữa châu Âu và Mỹ về lập trường diều hâu của chính quyền Biden trong việc chống lại mọi cuộc đàm phán với Nga. Mà thay vào đó, Mỹ tập trung vào việc khuyến khích chính quyền Kiev theo đuổi chiến thắng trên chiến trường. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hôm nay cũng đã lặp lại quan điểm của Tổng thống Biden rằng cách nhanh nhất để đạt được hòa bình ở Ukraine là phía Nga phải rút quân ra khỏi nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đánh dấu sự khác biệt sâu sắc với lập trường của Mỹ về Ukraine bằng một cuộc phỏng vấn cho kênh TF1 hôm 3 tháng 12, ngay sau khi ông trở về từ Mỹ. Tổng thống Macron đã kêu gọi phương Tây xem xét nghiêm túc những lo ngại về an ninh của Nga liên quan đến việc NATO mở rộng sát biên giới của nước này. Ông kêu gọi đồng minh sẵn sàng hơn nữa để cung cấp cho Moscow những sự đảm bảo cần thiết để các cuộc đàm phán thành công. Ông gọi chúng là cần thiết nếu phương Tây muốn nghiêm túc trong các cuộc đàm phán và giải quyết hòa bình. Đó là khi Tổng thống Pháp nhấn mạnh, một trong những điểm quan trọng mà chúng ta phải giải quyết, như Tổng thống Putin luôn nói, là nỗi lo ngại rằng NATO đến ngay trước cửa nhà và việc triển khai vũ khí có thể đe dọa tới Nga. Điều đáng nói là chỉ mới vài tháng trước, những tuyên bố trên của Tổng thống Pháp sẽ dễ dàng bị gắn nhãn là thân Nga và sẽ nhận phải sự chỉ trích bởi truyền thông dòng chính và các chính trị gia chính thống phương Tây. Trong những tháng mùa hè, các nhà lãnh đạo châu Âu dường như nghiêng về cách tiếp cận cứng rắn hơn của Washington đối với cuộc xung đột. Nhưng với cuộc khủng hoảng năng lượng trở nên gay gắt hơn, và hiện châu Âu đang bước vào những tháng mùa đông, có vẻ như một sự đồng thuận mới đang xuất hiện giữa các cường quốc EU. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã chủ động nối lại liên lạc với Tổng thống Vladimir Putin vào hôm 2 tháng 12. Thông tin từ Moscow nhấn mạnh rằng, trong khi Thủ tướng Scholz chỉ trích các hành xử của Nga trong cuộc xung đột, ông tiếp tục thảo luận các vấn đề khác với Tổng thống Putin và cả hai đồng ý giữ liên lạc. Động thái gần đây nhất chính là việc phía Đức từ chối bàn giao hệ thống phòng không Patriot cho chính quyền Kiev. Thông tin này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak xác nhận sau cuộc đàm phán với người đồng cấp Đức Christian Lambrecht. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak viết trên Twitter hôm nay như sau: sau khi trao đổi với đại diện Bộ Quốc phòng Đức, tôi thất vọng với quyết định từ chối hỗ trợ Ukraine. Đặt một hệ thống tên lửa Patriot ở Tây Ukraine sẽ tăng cường an ninh cho người Ba Lan và Ukraine.
Do đó, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho việc triển khai các hệ thống trên lãnh thổ Ba Lan và kết nối chúng với hệ thống điều khiển của chúng tôi. Hiện cả Pháp và Đức đều rất lo ngại về khả năng leo thang chiến tranh ở Ukraine, trong khi Mỹ tập trung vào việc hỗ trợ Kyiv trong chừng mực có thể. Những động thái mới đây trong tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ cũng gây chú ý không ít, cho thấy chính quyền Biden dường như đã thay đổi lập trường liên quan đến bán đảo Crimea. Mỹ không còn hỗ trợ Ukraine đấu tranh đòi lại Crimea. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tổng biên tập tạp chí phố Walmart Murray hôm 5 tháng 12, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, trọng tâm của chúng tôi là tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm, đó là đảm bảo rằng Ukraine có trong tay những gì họ cần để tự vệ, những gì họ cần để đẩy lùi sự xâm lược của Nga, để giành lại lãnh thổ đã bị chiếm giữ kể từ ngày 24 tháng 12, để đảm bảo rằng nước này cũng sẽ có sự hỗ trợ về kinh tế và trên cơ sở nhân đạo để chống lại những gì đang xảy ra trong nước mỗi ngày. Đó là trọng tâm của chúng tôi. Điều đáng lưu ý là Ngoại trưởng Blinken đã nhắc đến thời điểm lãnh thổ Ukraine bị chiếm giữ kể từ ngày 24 tháng 12. Rõ ràng thời điểm này cho thấy không bao gồm bán đảo Crimea mà Nga đã chiếm giữ vào năm 2014. Đây là một sự thay đổi đáng kể trong lập trường mà chính ông Blinken đã nhấn mạnh cách đây 4 tháng. Vào ngày 23 tháng 8, Ngoại trưởng Antony Blinken đã tweet như sau. Trong bài phát biểu của tôi tại hội nghị thượng đỉnh nền tảng Crimea, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gia tăng chi phí và áp lực đối với Tổng thống Putin và những người ủng hộ ông ấy cho đến khi tất cả quân đội Nga rời khỏi Ukraine. Crimea là của Ukraine, đó là lập trường của chúng tôi vào năm 2014 và nó vẫn giữ nguyên vào năm 2022. Trong khi ấy, rạn nứt trong khối EU ngày càng trở nên sâu sắc hơn khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tiếp tục là cái gai đối với các quan chức hàng đầu châu Âu với vụ mới nhất xảy ra vào hôm qua 6 tháng 12, đã sử dụng quyền phủ quyết đối với gói viện trợ tài chính trị giá 18 tỷ euro cho Ukraine. Hungary phủ quyết gói viện trợ 18 tỷ euro của EU cho Ukraine. Có thể nói vụ phủ quyết gói cứu trợ Ukraine của Hungary mang tính tiêu cực đối với các chính trị gia hiếu chiến ở châu Âu, nhưng là sự động viên nhỏ bé cho những ai mong muốn hòa bình tại Ukraine. Tất nhiên gói viện trợ này có khả năng vẫn đến được tay chính quyền Kyiv, nhưng quyền phủ quyết của Hungary khiến quá trình này sẽ kéo dài và phức tạp hơn. Giờ đây, EU sẽ phải tìm kiếm một giải pháp lắt léo hơn như Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Hội đồng EU Thomas Saarenheimo tuyên bố. Cuối cùng, một thỏa thuận đã được đề ra về các công thức cho phép triển khai các quỹ cho Ukraine một cách linh hoạt và nhanh chóng mà không làm thay đổi cơ bản cách EU quản lý các quỹ của mình. Tôi nói là thỏa thuận, nhưng trên thực tế, thỏa thuận đó vẫn là âm mưu. Một số quan chức châu Âu chỉ trích Thủ tướng Orbán vì đã bắt giữ những người Ukraine đau khổ làm con tin với lá phiếu phủ quyết của ông. Bộ trưởng Tài chính Séc Banesh Stanjura cho biết, chúng tôi không thể thông qua gói viện trợ, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là bắt đầu hỗ trợ Ukraine vào đầu tháng 1. Hungary tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với Ukraine trong suốt cuộc xung đột và đóng vai là nhà bất đồng chính kiến đơn độc trong khối EU sau những bất đồng sâu sắc tương tự về việc trừng phạt năng lượng của Nga. Trước đó, hôm 2 tháng 12, Thủ tướng Hungary nói rằng các biện pháp trừng phạt của EU đối với năng lượng của Nga chắc chắn sẽ thất bại. Ông cũng cảnh báo các chính sách của châu Âu ủng hộ các thành viên EU vay nợ với số tiền lớn để tài trợ cho Ukraine sẽ gây ra những hậu quả tàn khốc đối với lục địa này. Ông nhấn mạnh rằng không chỉ con cái chúng ta mà cả cháu của chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả này của kế hoạch vay chung hàng loạt do EU đề xuất để tiếp tục tài trợ cho quốc phòng của Ukraine. Hơn nữa, Thủ tướng Orbán tin rằng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với khí đốt hoặc năng lượng của Nga sẽ gây ra hậu quả bi thảm. Ông nói, chúng ta đang đối mặt với một mùa đông khó khăn. Ukraine đang ở trong tình thế ngày càng khó khăn. Nga đang gặp khó khăn, nhưng doanh thu từ các hãng năng lượng đang ở mức đỉnh cao. Vì vậy, chính sách trừng phạt của EU đã không đạt được mục tiêu. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tình 360 News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 các tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ, Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau.
Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.